Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua đã rất nhiều các anh các chị các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ và tìm chồng tìm con. Đặc biệt ngày hôm nay mà một buổi sáng hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp cận và giúp rất nhiều các gia đình các anh trai ở tất cả tỉnh rất xa về để báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Hôm nay một ngày đặc biệt, rất nhiều bà vợ hôm nay bỏ đi. Đây tiếp tục một câu chuyện anh trai này về báo tin là vợ ôm nhiều tài sản của gia đình đi. Dạ, câu chuyện làm kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh có thể anh giới thiệu cho em cũng như cho cô chú anh chị biết được anh họ tên là gì? Em họ Phạm Út Thanh. Phạm Út Thanh nha. Dạ. Anh ở Nam xã Di Thanh, huyện Di Thủy, tỉnh Hậu Giang. Từ Hậu Giang luôn. Ủa, hôm nay Hậu Giang nhà gia đình mình có đi chung không mà hôm nay toàn là Hậu Giang không à? Không, tại vì em coi trên mạng đó được rồi, em xin số điện thoại em điện lên nhờ anh giúp cho em. Em cho anh hỏi này, anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 45. 45 tuổi hả? Dạ. Rồi anh hôm nay từ Hậu Giang về Bình Dương nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm vợ đúng không? Dạ. Vợ anh họ tên là gì? Dạ em họ Mai, Mai Kim Thơ. Mai Kim Thơ. Vợ anh năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, tuổi Dậu 43 tuổi. Tuổi Dậu 43 tuổi. Tân Dậu đúng không? Vợ anh có cùng quê không? À, em ở Cần Thơ, rồi à, có vợ về Hậu Giang. À, anh quê gốc Cần Thơ, dạ. Lấy vợ Hậu Giang. Ồ, mình ngày xưa quen vợ lâu không anh? Em đi Mằng Hồ đó, rồi Mằng chơi nhà đó, rồi cái em quen cứ luôn. Ngon vậy? Dạ. Mình đi làm hồ phù hồ cho gia đình vợ. Em đi Mằng Công vô Mằng Thầu á. Đó Thầu? Dạ. Có gần đó không anh? Thầu cũng ở trên thơ xuống đó lãnh để gặp làm quen luôn. Gặp làm quen luôn. Mình quen lâu không anh? Gọi nhà thì năm trước năm sau em cứ. Ồ, gọi là làm xong căn nhà là mình cũng gọi là quen được cô bồ luôn. Dạ. Ngon dữ vậy. À, cô không quen gì cũng người bác là Mai. À, là Mai lúc đầu tiên thì anh thấy nhìn vợ dễ thương không? Dạ, cũng dòm thấy được rồi kêu là Mai. Rồi... Vợ anh hình như có răng, chiếc răng khảnh đúng không? Dạ. Nhìn duyên mà. Rồi anh cho em hỏi là hiện nay là anh đăng ký kết hôn chưa? Dạ có, tứ rồi là có giấy kết hôn luôn anh. Anh được mấy người con rồi? Dạ hai người. Hai người con? Hai người trai không? Hai trai. Con của anh nhiêu tuổi rồi? Dạ thằng lớn thì 22 tuổi, học đại học năm 3. À. Rồi, một người đại học năm 3. Dạ, còn bé nhỏ là học năm 3? Nhỏ thì học lớp 11. Con của anh hiện nay có biết mẹ đi đâu không? Bây giờ em hỏi thì hai đứa con nó cũng không biết, không có liên lạc rồi không biết. À, anh cho hỏi này, vợ anh bỏ đi hoặc mất tích đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? Bữa nay nó là 1 tháng 20 ngày. 1 tháng 20 ngày? Dạ. Là 50 ngày rồi? Dạ. Ồ, vừa rồi cũng có một trường hợp vợ đi 42 ngày, anh nhận 50 ngày. Dạ. Anh có biết lý do tại sao vợ bỏ đi không? Thì trước cũng có, em cũng có xích mích với vợ, rồi đám giỗ nhà của ông già, bà già ruột. Rồi em có kêu nó về, nó không chịu về. Em có la anh chữ nó đi bên mày á thì tao lo đầy đủ cho bên đây hết mà sao tới bên đây mà không chịu về. Đó rồi em mới có sáng có chữ nó rồi em bỏ em đi làm. Rồi em có phá chiếc xe lại. Em đang bằng công trình đó là còn có mấy ngày nữa rồi anh nó hơi nói với mày em bằng chung đó là chiều nay về giao nhà người ta rồi đặng mở chiếc xe ra cho nó chạy để phá lại hoài thì mới nói rồi là chiều về nó bỏ anh đi. Em về nhà mặn đi mặn về em cũng không biết gì hết. Anh cho em hỏi là vợ anh làm công việc gì? Cũng lúc trước giờ cũng đi mặn chung với em không à. Vì à, em lãnh nhà mà cấp 4 em mặn á, rồi vợ em đi theo phụ hồ. Bà phụ trong... Rồi hồi Tết tới giờ là nó hỏi nó đi làm, nó là thôi em mệt á không có đi. Em cũng vẫn để cho nó ở nhà. Là ở nhà là hồi Tết giờ là nó đi ngày 5 tháng 4. Đi ngày 5 tháng 4? Dạ. Đến... từ mùng 5 tháng 4 đến giờ phút này. Dạ. Tháng 4 âm lịch mình. À, tháng 4 âm lịch. À. Trước khi vợ anh đi, vợ anh có báo tin về cho gia đình là vợ anh đi đâu không? Em qua hỏi bà vợ đồ thì bà nói bây giờ cũng không có biết, không có liên lạc gì được hết đó. Thì em cũng vậy đó, rồi em cũng có đi kiếm cỡ khoảng 2 tuần lễ. Rồi giờ không gặp rồi em bỏ luôn, bây giờ đi đâu hoài giờ em cũng chạy đi kiếm chuyện làm đồ mà bây giờ chưa được. Vợ anh có đem cái tài sản đi không anh? Dạ lấy em chắc cỡ 2 cây máy vàng, 2 cây máy 3 cây đó. Rồi trời với một ơi, chiếc xe Exciter.
Vậy là lại hai cây mấy vàng luôn. Dạ. Vàng đó anh tích cóp để mua lâu chưa? Em mới mua hồi Tết, có khoảng tháng 2. Với năm trước em có mua hai đợt đó, là hai lần mới được vậy. Mình dành dụm lại ha. Dạ, dành dụm. Vàng đó anh để đâu mà vợ lấy? Em thương vợ bị gì đi mua đồ là chở cho nó đi mua, tự nó lựa chọn. Chứ em không phải em mua mà anh. Vậy là anh mua vàng cho vợ đúng không? Dạ. Vậy là vợ đeo trên người hơn hai cây vàng. Đi phụ hồ mà đeo nhiều chứ không có, đi cắt rồi đi đám rồi mới đeo chứ không phải là đeo. Vậy là số vàng đó vợ anh thường ngày đi làm là vợ anh cất đi. Dạ. Còn đi đâu mới đeo thôi. Dạ. Nhưng hôm đó là đem đi luôn. Dạ, đi lấy đi hết luôn, không chừa gì nhé. Ôi trời. Giờ anh còn miếng nào không? Còn chỉ nào không? Vợ đem hết chưa? Đem hết luôn. Hết sạch luôn. Dạ, không còn. Trời ơi, cả xe luôn. Chiếc xe mà của anh mua lâu chưa? Xe đó mua cũng mấy năm. Mấy năm hả? Còn mới không anh? Cũng còn được. Vợ đi luôn. Vợ có báo tin cho anh là vợ đi đâu không? Không. Nên giờ phút này bao nhiêu tài sản gom góp bao nhiêu năm nay là vợ đi hết rồi. Cái gì Tết mua cái điện thoại cho nó gỡ hơn 10 triệu, 9-10 triệu. Lại mua điện thoại cho vợ nữa. Anh có nghĩ rằng là khi anh chiều vợ anh mua điện thoại cho vợ mà vợ có điện thoại là vợ thông tin là vợ đi luôn không? Em không có nghĩ cái thứ đó. Thế giờ phút này anh đang nghi ngờ là vợ tại sao đi đâu mà ôm hết tài sản đi? Em cũng không biết giờ. Mình dám suy nghĩ tầm bậy. Nhưng mình phải... Nhiều cái mình không nghĩ tới nhưng mà buộc lòng phải có. Bởi vì bây giờ thế này, em phân tích cho anh cái này thế này nhé. Một cái câu chuyện là nếu hai vợ chồng sống nhau, anh... Từ trước anh có đánh vợ không? Không, ở đó giờ dạ, em không có đánh. Mình có nhậu nhẹt không? Bê tha không? Em đi mặn thì có nhậu với lính đồ, chiều em về cũng bình thường chứ không gì. Mình đi nhậu rất bình thường thôi đúng không? Mình về bao giờ có la dày vợ không? Không. Không. Không mà tự dưng vợ bỏ đi thì anh thấy là biết là nó bất thường rồi. Đúng chưa? Này là anh... Em suy nghĩ là tại được đám giỗ em có chửi nó. Rồi nó dặn nó bỏ đi. Không. Anh có chửi thế gì nữa, anh nữa sẽ không bao giờ mà vợ một cái một bỏ đi, bỏ cả con đi mà ôm vàng, ôm tài sản đi là một điều rất bất thường. Đây là có thể là vợ anh quen người đàn ông khác lâu rồi. Vì cái lúc mà cũng có thể lúc mà anh đang giận vợ, giận chồng, hai vợ chồng giận nhau. Và cái lúc cái thời điểm đó có một người đàn ông nào đó tiếp cận. Đúng chưa? Mà vì vậy có thể là vợ anh ngã lòng theo người ta. Đó, đúng chưa? Bây giờ em cũng lên đây nhờ mấy anh giúp. Anh con em đi học, sợ khi nó bụng chuyện gia đình người cái nó hư đốn nữa. Vậy thì lên đây nhờ mấy anh giúp giùm, kêu nó về. Bây giờ quan trọng nhất là tìm vợ thôi đúng không? Dạ. Còn tài sản nếu mà không còn nữa thì sao anh? Thì anh có hy vọng là vợ anh còn tiền không? Bây giờ về đang lo hai nhỏ ăn học đâu chứ dân còn còn thì em cũng cần thiết. Bây giờ nó về nó lo hai chồng lo bằng ăn đồ, nó lo hai nhỏ. Hai cây mấy vàng mấy chiếc xe nó tổng giá trị gì chắc là hơn trăm rồi. Ôi hai cây mấy vàng lên trăm mấy rồi. Hai cây vàng mấy vàng trăm mấy rồi hả? Vàng 24. À vàng 24 luôn. Ồ vậy là nặng đấy, không phải nhẹ đâu. Hai cây vàng ở trăm mấy rồi, hai cây mấy vàng hơn trăm rồi, chưa kể chiếc xe. Tại em bằng năm rồi với năm nay là em lại bị em lãnh làm nhà cấp 4, em lại hơn 200 triệu đó là... Còn là bao nhiêu công lao của anh, đúng không? Yeah. Là dồn hết rồi đó, mua vàng. Những cái vàng đó là anh mua thành dây chuyền hay nhẫn? Bốn chiếc nhẫn bông mai với bốn chiếc nhẫn thường với một chiếc lắc. Là 24 hết? Dạ. Yeah. Vợ ôm luôn? Ôm chân. Anh không ôm miếng nào à? Đúng là kìa, đúng là anh mua một cái cọng dây cho vợ, anh cũng mua cọng dây nhé. Có sắm cọng dây 18 em đeo, đang em làm mà có mấy triệu bạc hả? Oh. Rồi hổm gài nó đi rồi không có tiền nữa. Bán luôn? Em bán ở nhà sợ. Trời ơi, thương dữ rồi. Bình tĩnh nha anh. Quá thương mà. Tội nghiệp của người đàn ông. Và là cái cọng dây anh bán là mấy triệu? Có 15 triệu mấy. 15 triệu mấy? Còn vợ ôm mấy trăm đi mất rồi. Mình rất thương vợ hả? Trước yêu vợ chứ không? Thì cũng nhớ lắm. Đến giờ phút này đúng anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được. Mà vợ anh không phải là lý do giận. Giận nó chỉ là cái cớ. Mà vợ anh đang sống một người đàn ông khác. Anh còn thương không? Thương không? Dạ đi về đi, đang lo cho hai nhỏ tiếc em chứ giờ. Không còn tiền gì hết. Không còn tiền thì mình lại làm lại từ đầu đi anh. Thằng lớn nó đi học bây giờ một tuần là 1 triệu mấy triệu.
mình làm lại đây từ đầu được không? Cố gắng đi. Thì em cũng đang đi kiếm việc làm đó mà giờ chưa có được. Cố gắng đi. Bởi vợ đi được thì chắc chắn là vợ cũng có suy nghĩ. Bởi vợ anh năm nay cũng lớn tuổi, đâu phải là nhỏ đâu, mười mấy đâu, bốn mấy rồi. Đúng chưa? Đó. Khổ thật đấy. Quá thường luôn. Anh có điều nào anh muốn chia sẻ trên video này? Thì hy vọng là vợ anh xem được không? Anh chia sẻ đi. Chắc chắn là vợ anh sẽ xem video này. Thì em cũng từ dưới Hậu Giang em lên Bình Dương bên đây cũng nhờ mấy anh bên của anh Hiệp Chị Hải, nhờ mấy anh tìm giúp vợ em về đặng hai vợ chồng mang lại từ đầu, đặng lo cho hai thằng con nó ăn học, để khi thấy nó thấy gia đình buồn rồi nó xa ngã ơi tha. Không hiểu lý do tại sao trong thời gian vừa qua rất nhiều chị em phụ nữ giận chồng hoặc không có giận, ôm vàng ôm tài sản bỏ đi. Tại thằng lớn nó đi học ở bên Vĩnh Long chứ không phải là nó học ở gần nhà, nó xa, nó ở nhà trọ. Con này đã biết chuyện này chưa? Dạ biết hết. Nó lần từng nào nó đi học, từng nào nó cũng về, em đưa tiền cho nó đi qua nó học. Mà bây giờ để về là hết tiền luôn rồi. Dạ. Nếu vợ anh không quay về mà vợ anh đi theo một người đàn ông khác, liệu anh nhắm, anh sống, anh có nuôi được hai đứa con nổi không? Bởi vì hiện nay con của anh có lớn tuổi nhưng mà cũng đang cần rất nhiều tiền để học. Anh nhắm ổn không? Thì em cũng định thiệt, nói thiệt thì bây giờ em mặn được bao nhiêu thì em nuôi bao nhiêu. Còn em cũng có bốn công ruộng, còn miễn dạy em về thì em cầm cố hoặc là em bán để em nuôi hai thằng con học. Khổ quá. Thôi trẻ cỡ cha già cái con à, bây giờ thì con anh còn nhỏ, bây giờ thì cần cái sự trợ giúp của anh là người cha. Yeah. Sau này mình có thể là mình dành hết công sức tài sản dành cho con rồi thì em nghĩ rằng con của anh chắc chắn là nó cũng sẽ biết, nó sẽ hiểu, nó cũng không bao giờ bỏ anh, sau này nó có công việc nó không bao giờ bỏ anh được, đúng chưa? Yeah. Dù rằng mẹ có bỏ đi chăng nữa nhưng mà đó là cái chuyện khác, còn mình vẫn tâm huyết với con thì con anh chắc chắn sẽ thương anh nhiều hơn. Yeah. Em cũng nha. Nghĩ vậy. Ừ, cố gắng ha. Anh có hy vọng là vợ về không? Bởi vì em thấy ôm tiền bạc đi giờ phút này 50 ngày qua rồi, đúng chưa? Bây giờ thì em buồn, em cũng vẫn đi tìm rồi vậy thôi, chứ em cũng chắc hy vọng của em cũng không biết làm sao. Khó này, khó, mong manh. Thực sự chị em phụ nữ mà đã bỏ chồng đi thì hiểu rồi, đã đến mức bỏ đi là hiểu rồi, tới đâu rồi này, tới cung trăng luôn. Thương quá trời thương mà. Hiện nay nhà còn tiền không anh? Chắc hết rồi đúng không? Hết mới bán dây chuyền. Không, dạ, em mượn em xài. Thôi cố gắng đi, mình tiết kiệm lại nhé. Tiết kiệm lại thì mình đi kiếm việc làm để nuôi con. Bởi vì vợ anh cũng chưa biết nào có suy nghĩ lại có vẻ hay không. Bây giờ em hy vọng anh chia sẻ video này. Yeah. Để vợ anh xem được. Vợ anh phải sẽ quay trở về hoặc thương con. Hoặc vì lý do nào đó mà vợ anh bây giờ lỡ lầm lỗi rồi thì vợ anh cũng quay trở về. Rồi mời anh lên tiếng đi. Thì lên video này trước em cũng xin mấy anh cho em nói vài câu lời. Bây giờ em cầu mong cho vợ em về. Giờ lỗi lầm gì thì anh cũng chấp nhận hết. Em quay về, tiền bạc thì giờ còn, không còn thì mình làm lại từ đầu, đặng lo cho hai thằng nhỏ ăn học. Chứ để đi rồi khi nó buồn rồi nó xa vào cái chuyện xấu, con em dòm lên được cái clip này em quay về. Dạ, kính thưa cô chú chị bạn. Tiếp tục vào đây là một câu chuyện một anh trai. Đây là một ông chủ thầu luôn. Đó, gọi là rất cưng vợ, mua cho vợ rất nhiều vàng, vòng, tài sản. Bao nhiêu năm qua, hai vợ chồng công lao dành dụng để cho vợ. Đến giờ phút này là vợ đeo vàng là vợ đi luôn. Mà đi không một lý do. Đi, đây là một những thông tin bí ẩn. Hy vọng là chị gái xem được video này, chị gái hãy suy nghĩ lại và quay trở về cùng với chồng và đặc biệt các con của mình. Bởi không có ai có thể là bù đắp nổi cái công sức cũng như cái tình cảm của người đàn ông này là người chồng đã dành cho vợ bao nhiêu năm liền, đúng chưa? Đó, gọi là mình có gì cái gì cũng có nhau, sướng khổ có nhau. Đến giờ phút này là các con gần như là thành đạt, thành tài rồi thì vợ lại bỏ đi, rất đáng buồn. Các cô chú anh chị, nếu ai phát hiện được thông tin mà chị gái này đang sinh sống ở đâu, nhà trọ, công ty, sống ở bất kể tỉnh thành nào thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Nguyễn Đình Dương.
theo số điện thoại 0913 785858. Anh em tìm cách để khuyên, để giúp chị gái này quay trở về ngay lập tức, nhanh nhất có thể, tránh tình trạng mà cái câu chuyện đi quá xa. Đến giờ phút này là có thể là tài sản của chị mấy trăm triệu đi theo, chắc chắn là mấy tháng qua, gần 2 tháng 50 ngày qua rồi, có thể sẽ không còn. Nhưng hy vọng còn người là sẽ còn của. Chị hãy quay trở về, có thể chồng vẫn châm trước và bỏ qua, tha thứ cho chị. Anh còn điều nào muốn chia sẻ trên video này không anh? Thì em suy nghĩ nãy giờ em cũng nói hết lại rồi. Hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình. Anh có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương đăng tải tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để chia sẻ không anh? Dạ thì em đã chấp nhận lên đây rồi, thì em chấp nhận. Dạ. Cuối video này cho phép công Trần Sina thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Đình Dương xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến anh cũng toàn thể gia đình anh, đặc biệt các con của anh. Hy vọng trong thời gian tới gia đình mình gặp nhiều may mắn hơn nữa. Và cũng trong cái video này, hy vọng là chị gái xem được, chị gái suy nghĩ lại và quay trở về cùng với chồng với con của mình. Nếu có vấn đề gì khó nữa thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Hoàng Dương theo số điện thoại 0913 785858. Dạ, cuối video cho phép công Trần xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Rồi, xin chào em trai nhé. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Em tên Nguyễn Nhất Lâm. Mình nguyên quán ở đâu? Ở Bạc Liêu anh. Em nhiêu tuổi rồi? 38 anh. 38 tuổi nha. Rồi, hôm nay em từ Bạc Liêu à? Dạ. Em về Bình Dương. Bình Dương. Nhờ anh em chị Bình Dương. Dạ. Tìm ai? Tìm vợ em anh. Tìm vợ. Rồi, em có thể em nói rõ hơn, vợ em họ tên là gì? Vợ em tên Phan Thị Hồng Nhung. Phan Thị Hồng Nhung. Sinh năm 90. Ồ, 90. Ngọ đúng không? Dạ. Ngựa. Ngựa này là chắc ngựa chạy rồi. Ngựa này chạy nhanh rồi. Rồi, em có thể em nói rõ hơn lý do tại sao mà vợ em bỏ nhà đi hoặc đi đâu mất tích? Dạ, vợ em tại vì nghe lời các bạn của nó nói là ngủ đi lên quận 2 để bán quán cơm. Rồi em biết em không có cho đi. Mà mấy ngày sau là cái lúc đó thì em có la nó thiệt, có cũng như thấy thôi về cứ ngày có la nó là em không có cho chơi nữa. Rồi xong xuôi là mấy ngày sau nó trốn đi là bữa 14 tháng 4 âm lịch, bữa nay là ngày 26 tháng 5 âm lịch. Tại vì em tính ngày ông mà ông tính ngày dương. Em cho anh hỏi này. Dạ. Em và vợ có đăng ký kết hôn không? Dạ có. Có, năm nay em ba mấy rồi? 38 anh. 38, vợ 30... 34. 34 hả? Dạ. Vợ, em với vợ có cùng quê không? Khác anh, em ở Bạc Liêu, vợ ở Đồng Tháp. Ồ, mình trước mình gặp nhau ở đâu vậy em? Lúc đó đi làm chung rồi gặp rồi xong mới cũng một năm mấy, hay gần cũng gần 2 năm rồi xong mới đầu cưới rồi mới đăng ký kết hôn rồi nhà hoàng cũng lâu rồi. Gặp trong công ty? Dạ, bên năm nay nó gần 15 năm rồi. Gần 15 năm rồi? Dạ. Gần 15 năm qua. Em và vợ là trước đây cái cuộc sống hôn nhân có hạnh phúc không? Dạ cũng bình thường, em đi làm rồi xong về vợ chồng cũng vui vẻ, cái đâu có cự cãi gì đâu. Ít có khi nào cự cãi lắm, tại vì em đi làm ở Đồng Nai ở khu công nghiệp Dân Điền á. Tháng Dân Điền 2 tháng mấy 3 tháng mới về một lần. Trời ơi, thua rồi. Hai tháng mấy ít nhất cũng có 2 tháng cho nên em mới về một lần. Vậy từ trước giờ vẫn như vậy? Từ ngày nguyên cả năm ngoái luôn, rồi cả năm nay luôn. Cho anh hỏi là từ khi cưới nhau đến giờ phút này hay sao? Không có, hồi lúc cưới thì xong xuôi quay lên thời gian thì em bệnh nghỉ không có làm được 6 năm. 6 năm ở nhà. Dạ. Vợ luôn. Ở nhà đó em nuôi heo. Em nuôi heo với vịt. Vẫn sống được đúng không? Dạ, mình ra được, tạm được. Chắc nó đổi. Thế còn bao nhiêu thời gian về đây thì em đi làm mấy tháng mới về một lần? Thường thường em làm 2 tháng mấy mới về một lần. Tại sao mình đi bao nhiêu thời gian mình mới về một lần? Tại vì đi làm xa mà, ví dụ như mình một tháng mình đi làm mà về thường quá thì đâu có tiền. Phải 2 tháng mấy, ví dụ một tháng nằm ở Đồng Nai thì có thể dư được 5-6 triệu. Thì dư 2 tháng về làm mới có tiền được nhiều. 2 tháng về đưa cho vợ gom về thì đưa cho vợ lần. Chuyển về cho vợ hết. Để cho ở nhà cái chân trải các cái. Nhưng mà từ nhà nghe nhỏ bạn ngủ là tới giờ là em có la. Thật sự cái bữa 13 em có la. Cũng như gầy nó không hết, la gầy vẫn có tầm chắc cũng hơn một chút. Chứ không có đập, khoảng hơn 10 năm nay rồi em đâu quýnh đập vợ nhiều cái nào. Cho anh hỏi em được mấy người con rồi? Dạ 2 người anh. Trai gái? Một đứa lớn thì gái là 13 tuổi, còn thằng trai nhỏ là 11 tuổi. Ồ, 11, 13. Dạ. Các con của em hiện nay có biết mẹ đi đâu không? Không biết luôn. Mất tích luôn? Mất tích luôn, giấu biệt luôn. Khoảng tầm khoảng 10 mấy 20 ngày nay là không điện, không gì nhắn tin gì cho con gì hết. Vậy là đến giờ phút này, thực sự là đến giờ phút này này, từ hôm vợ đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Từ cái ngày 14 tháng 4 âm lịch, từ bữa nay 26 là 42 ngày. 42 ngày qua? Dạ. Ôi trời ơi. 42 ngày. 42 ngày qua, vợ không gọi điện. Lúc đi thì khoảng tầm mấy ngày á,
thì có điện là được về hai lần cho em, còn ngoài ra vũ điện cho dòng họ thì có khoảng tầm mười mấy ngày nay là chẳng cuộc gọi, một là chẳng số, hai là chẳng Zalo hết rồi. Vợ điện về nó làm sao? Là không có điện gì nữa. Nhưng mà lúc trước này vợ điện về vợ điện làm sao? Điện về thì con mà có chuyện để vũ hỏi thăm thì nói bây giờ tao đi làm rồi. Tao hả? Xin tao luôn. Tao luôn, tao đi làm rồi đó. Mày ở nhà mày ghét mày tự mày lo đi. Em nói vậy giờ chồng con sống mười mấy năm hiểu tính chồng sao mà tại sao mà nếu chuyện kỳ thôi vậy thì giờ em nói bây giờ tao nói chuyện gì đó mày thích tâm thức thì thôi. Cái em nói muốn thôi thì về nhà làm đơn ly dị thì mau lắm. Nó nói thôi mày làm đi rồi tao gánh tao về tao ký. Chứ chừng nào tao hiện giờ tao đang làm một tháng gần mà quán cơm gì một tháng làm 9-10 triệu mà bon ở. Hỏi anh đó cái đất Sài Gòn này, hỏi hết tất cả mọi người thử làm sao có. Đây là chắc quán cơm ban ngày ấy, là cơm ba bữa, tối là không mặc đồ rồi. Thì cái đó vậy đó, không có biết nhưng mà vậy đó. Hỏi nói chuyện vậy đó, mà con nhỏ bạn nó là em không ưa được hồi năm ngoái rồi, em với nó đã gây cấn rồi. Tất nhiên nó ngủ mà vợ em đi, giả dụ như đi này đi kia nhậu nhẹ không thích. Cho anh hỏi thế này, em đã phát hiện hoặc em đã thấy được đúng người bạn đấy đó là gái hay trai chưa? Gái. Gần nhà chứ không có xa. Gần nhà? Dạ. Cái người đó có chồng chưa? Có chồng rồi mà nó bỏ chồng đi hoài à. Rồi. Nhưng có bữa vậy á. Cho anh hỏi lại, hiện nay là cái giới tính của vợ em ấy đồng ý là sống với em. Dạ. Mười mấy năm qua rồi em biết rồi đúng không? Biết. Có con rồi đúng không? Dạ. Nhưng mà vợ em nó có thích con gái không? Không, nó không ưa. Không ưa. Bình thường thôi à. Nhưng mà cái điều lúc này là cái kiểu hôm nay á là em đi làm ở Đồng Nai xong cái như công ty trả nó việc làm. Thì nó có làm ở xí nghiệp ở Cleveland á, thì cũng đi làm tôm, công nhân làm tôm đó. Thì nó chắc suy nghĩ ít tiền vậy đó, cái nó mới kêu làm, nó thôi đi. Để khoảng 10 bữa nữa tháng hay 10 ngày đó, công việc nhiều mà mình làm không có tiền. Như vậy đó mà cái bữa đó là em nhận đó, mà cứ 5-3 ngày thì Kim đi làm. 5-3 ngày thì Kim đi làm. Em nói thôi từ từ đi công việc làm, mà nếu mà nuôi một thân mình thì được. Còn mày ví dụ anh đi làm chứ có tiền đâu, gửi về cho vợ cho con mình. Vợ em gọi là vợ em thời gian rồi là vợ em cứ suối em đi làm hoài được. Được, cứ thấy số khoảng 5-10 bữa cái số em đi làm. Em biết lý do sao? Không biết làm sao nữa, hỏi anh, thì không nói. Anh ngồi đây nghe anh biết rồi. Ừ mà hỏi anh, thì không có nói. Nghe hiểu rồi. Rồi xong xuôi thì cái bữa đó em mới gậy nó khoảng một chút đó, chắc cũng cả nửa tiếng 40 cũng gì đó, em mới tức, nói là tao không có thích của nó rồi. Mà tại sao mà cứ hở cái mình cứ qua lại hoài là tới đó cái là sáng 14 là nó trốn đi. Trốn rồi. Trốn, nó đi luôn. Ôm quần áo đi không em? Có ôm đồ rồi trời gửi cái à, mà dẫn theo đứa lớn, cái lớn về tới xe rác gửi cho ngoài đó. Chở về ở xã Long Thắng ở Lê Dung á. Rồi nó bắt xe Phương Trang lên Sài Gòn là con nhỏ chảnh rước. Con nhỏ mẹ nói em không thích á. Đúng con không hai thằng? Đúng là con hai thằng nhỏ. Con nó nhỏ gõ biết, có người thấy gõ gàng là nó rước luôn. Vậy là em có nghi ngờ là chính người phụ nữ đó là nó là bạn của em, à bạn của vợ em ấy, là dạ, giới thiệu làm mai cho người khác không? Cái điều đó thì mình không có dám, tại vì mình không có bắt quả trang bằng chứng của người ta. Người ta mình nói vậy thì người ta làm khi người ta không hiểu, người ta chửi mình. Mình làm cái gì mình phải có cái bằng chứng, mình mới dám nói người ta. Nhưng mà thật sự là nó chở vợ rước vợ em đi vô cái chỗ đó, nó nói là xin quán cơm gì đó. Nhưng em đã thấy quán cơm chưa? Em có thấy đâu. Quán cơm trên cung trăng ấy em. Thì bây giờ em đâu có thấy đâu mà em biết. Mà em cứ tình nghi, vợ đi làm, không cho anh biết làm đâu. Anh ngắt lời em, trước thời điểm mà vợ quyết định bỏ đi 42 ngày qua, là vợ em đang làm ở đâu? Làm ở chỗ mà công ty chế biến xuất nhập khẩu Bình Hiếu. Lương tháng ổn định không? Thì nói chung là làm khoáng mà, ví dụ như 100-200 cũng không chừng, 200-300 cũng không chừng, nếu ít tâm mà anh, phân tích, cũng chừng. Anh hiểu rồi, anh phân tích cho em nghe thế này. Dạ. Cái thứ nhất đấy, là vợ em thường xuyên xúi em đi làm, đúng chưa? Đúng rồi. Cái điều đó là một điều bất thường thứ nhất. Cái điều bất thường thứ hai là vợ trốn đi làm. Đúng chưa? Mà không cho địa chỉ. Không cho địa chỉ. Chẳng nếu, có gọi hết. Cái nếu như thực sự vợ em là một người trốn đi làm, ok, đồng ý chấp nhận. Vì chấp sợ nhận. Vì sợ là gia đình không cản. Dạ. Nhưng đến giờ phút này đã ok rồi, 42 ngày qua rồi. Thì phải báo tin, anh ơi, em đang làm công ty này, em đang làm quán cơm kia, chụp hình. Bây giờ công việc rất bận, em không về được. Lâu lâu em về thăm anh một lần. Anh có rảnh anh về thăm em, lúc nào cũng được. Gửi địa chỉ, ok chưa? Đó là người trung thực. Nó không cho mà. Không cho đó. Chẳng cuộc gọi hết luôn mà. Không cho là quán cơm này khả năng là đang trên núi Bà Đen, trên cung trăng rồi. Em nghe nói là quán quán cơm mấy ngày bán là không nổi rồi, xong bây giờ đi qua làm cái gì, cái tiệm bánh mì gì đó mà là ở hiện giờ có người quen nói là ở mà dòng xe Phú Hữu. Quận chưa cái phường á là phường Bình Trị Bình Chưng Đông quận 2. Bình Trị Đông. Bình Chưng chứ mấy Bình Trị. À. Bình Trị là ở đó Bình Tân à. Còn Bình Chưng Đông quận 2. Là có người quen nói cho em biết là hiện giờ đó vợ em là năm nay là 34 tuổi. 34 tuổi.
tuổi ngọ, tuổi này em thì tuổi cọp, cọp dần thân thì hại tứ anh trung. Là em mới tức, nói vợ con đi làm trốn đi em chấp nhận, nhưng mà phải cho em biết anh ơi, dụ như giờ thôi không sợ quá đi, mới trốn đi thôi, giờ biết địa chỉ đâu rồi làm công việc gì mình biết yên tâm. Vợ em đi có đem theo tài sản không? Không, không có đem chứ. Có đem xe không? Không, luôn đó nó lên chánh, lên toàn bộ lên chánh nhỏ kilo mà. Tất cả bên kia nó lo. Anh hỏi thật là hình này vợ em ấy, bên ngoài có dễ thương không? Cái hình cũng y chang như Zalo gì nè. Vợ em cao nhỏ con không? Tướng này nhỏ con đúng không? Bự con hả? Em 1m72, vợ em đứng ngang tới tay nè. Vợ cao đúng không? Cao. Nhưng mà dáng rất ngon lành không? Dáng thì hơi mập một xíu thôi chứ hơi không, không hơi tròn đúng không? Mập lắm không? Không, nó khoảng tầm 50-60 cho là hơn nữa. Đâu có mập lắm. Thì đó em nghĩ như hơi tròn hơn mấy người phụ nữ kia chút thôi chứ không đến nỗi mà chỉ như mập cú luôn thì không phải. Có là nhìn vẫn khuôn mặt này thực sự là nhìn cũng ưa nhìn đây. Khuôn mặt này có thể rất hút hồn, rất nhiều anh có thể là nó con nhỏ nó giới thiệu là em đã không thích từ đầu rồi, có cái nhân tình mà nó thôi không có đi chứ. Người phụ nữ đó bỏ chồng rồi ấy, là cái người phụ nữ đang làm một cái quán bí ẩn. Nói như vậy là hiểu ha? Hiểu, nó hiểu bởi vì em đâu có bảo chứ mà quán bí ẩn có điều mình đi làm mà không cho biết cái chỗ làm ở đâu. Cái địa chỉ không cho. Gọi là những cái công việc này là việc nhẹ lương cao đây mà. Rồi Zalo cũng chặn, mấy cửa người bà con họ cũng chặn. Rồi xong xuôi á, giờ số điện thoại của cha em cũng chặn, của em thì chặn lâu rồi. Mà khoảng mười mấy 20 ngày nào không điện về hỏi thăm con dù một tiếng nữa mà. Bây giờ là thực sự em có tha thiết tìm vợ không? Thật sự là tha thiết là đi vô liền về đây cho hai đứa con nó nhớ nhớ quá, chứ cách đêm hay đêm nó khóc tội nghiệp lắm. Em ngủ với hai đứa con không mà. Mười mấy hả mà nó khóc hả? Khóc dữ lắm luôn. Nhớ mẹ hả? Nhớ mẹ cứ cách đêm đi. Nhớ mẹ, mẹ rồi nhớ con đâu? Hỏi vậy hỏi nhưng mà cách cứ 2-3 đêm cha đi kiếm mẹ cho con. Mà hỏi anh này biết đâu kiếm. Kiếm gì? Giờ trong chỗ nhà mát sao kiếm? Ở đất Sài Gòn. Nhưng thằng mình em đi kiếm đâu ra? Chẳng bao giờ kiếm được. Kiếm bây giờ có gì quả quyết ở nhà đó cũng mình đâu có gì đâu dám vô nhà người ta. Vô sao được em? Sao dám vô? Đúng rồi. Đất của thổ công sông Hà Bán. Vô mày bà người ta đạp chắc chết bỏ xác lại Sài Gòn. Đúng rồi. Các con thì không ai nuôi luôn. Bây giờ không ai nuôi luôn. Rồi bây giờ em cũng nói là thôi. Cái em mới... em cho anh hỏi em có thương vợ em dữ không? Thương thì cũng có thương như chi lúc trước thôi à. Rồi hiện nay là những cái thời gian mà em đi làm về em đưa tiền cho vợ, vợ xài liệu có hết không? Còn ví dụ tiền đó thì chi phí này kia nọ thì em biết là chắc như là chi phí gia đình em thì một ngày này kia nọ thì nếu tháng tháng tầm 3-4 triệu là giá bình thường, thì theo em đoán như một tháng lương em đi là được như được 6 triệu đi 5 triệu, thì theo em cũng tạm ổn chứ không nói đỡ là dư, tạm được. Nhưng mà có vụ mà thất nghiệp khoảng tháng mấy nay là công ty cho anh hết việc làm, ngưng lại, thành ra em không có đi được. Bây giờ anh em mình trên Bình Dương tìm ra vợ của em, mà vợ em này làm một công việc thực sự bí ẩn, đúng luôn. Thì đúng, nếu bí ẩn thì bây giờ nếu về đã em có nhắn tin là hôm nay lâu nhiều lần rồi, thôi lỡ đi, 10 bữa nữa tháng 20 ngày thì về đi. Em tha thứ hết, để cho tội cho con mình quá đi, nó cứ khóc suốt 2-3 đêm nó khóc. Cái nó mớ mà nó chạy đến là đụng vô tường là ủ đầu đó, em chụp lên luôn đó. Rồi bên cha cũng vẫn năn nỉ, rồi mấy gì cũng vẫn năn nỉ. Gia đình vợ em có biết là vợ em bỏ đi 42 ngày qua không? Biết luôn. Vẫn biết luôn, bà và vợ vẫn biết. Mấy gì cũng vẫn biết hết trơn. Tội là tội những đứa trẻ. Thì dạ, em nói anh là con mình còn nhỏ quá, tội nghiệp cho nó đi. Chứ cách 2-3 đêm nó khóc dữ lắm, mà nói ra thì vợ em không có tin. Nó nói mày toàn là con dốc, nó láo chứ đâu không à. Chứ tao đang trong khách sạn rồi. Mà còn mấy con nhỏ kia thì nó nghe lời dữ lắm à. Con đó cái con nhỏ âm binh đó đó, nó nghe lời dữ lắm á. Đúng rồi, âm binh thì phải nghe lời rồi, nghe lời gì. Bởi vì em nói là cái người tốt ở nào mà chơi cái lỗi xấu á, xa thì cũng thế rồi. Gần mực thì đen. Chính xác rồi đó. Gần đèn thì sáng. Cái lỗi xấu xa bỏ chồng con nó đi hàng ngày như ăn cơm bữa mà còn gì đó, em đã cấm hồi năm ngoái rồi. Nhưng mà nó nằm ngay năm ngoái em đi mặn quanh năm, cứ 2-3 tháng nó về một lần rồi chứ đâu phải. Anh nói thật luôn. 2-3 tháng người đàn ông mà vắng vợ, 2-3 tháng về lần thì anh nói thật luôn. 2-3 tháng mới về, mới có tiền. Mới có tiền nhưng mà người đàn bà dính bả rồi. Cái gì mà lúc đó ở nhà thì là nó không vợ đi đâu. Những ông hàng xóm ấy mà ông nào mà lại không có vợ đấy thì vợ em thì khó thoát khỏi bàn tay người ta. Không có đi đâu chứ, tại vì nó ngay ở nhà nó dùng nhận tiền thật. Qua mấy nhà của mấy nội đồ chơi thì có. Nhưng bây giờ anh nói chuyện đúng không? Thì em nghĩ em ai cũng là con bắt người. Bắt khóa tang là em là mới cao. Bắt khó bắt năm em ơi, người phụ nữ này. Thấy rõ ràng mình mới tình, chứ còn cái tình nghi thì cũng bây giờ. Người phụ nữ người ta ăn vụng. Người phụ nữ ăn vụng. Có thể bây giờ nè, như có con nhỏ đó là em không thích nó thẳng rồi đó. Em dám cầm đoan là nó dẫn vợ em đi đường xấu xa đó. Tại vì nó bỏ chồng con như đi ăn cơm bữa vậy mà. Thích thì về ở 5-3 ngày, thích rồi đi về 3 tháng về, cái đồng tiền cái nào. Bây giờ này, anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm được vợ cho em về. Liệu cái công việc của em có thay đổi được không? Có không mà về hàng ngày tối gặp nhau không?
Nếu mà giờ về thì ví dụ như em về nhà làm có ở dưới công ty không chẳng có. Ừ, được không? Xác định chị về. Chứ em đi này là anh thấy không ổn rồi. Chắc cũng xong nữa rồi. Xong không? Xong. Chứ em đi này là anh thấy 2-3 tháng về lần này vợ sợ đẻ bố. Bỏ luôn. Anh nói thật đấy. Em với giờ lại bạn về công ty ở Bạc Liêu thì giờ nhiều lắm. Cả chục cái ngoài công ty. Về quê đi em. Châu ta gọi là gặm cỏ đồng ta đi. Chứ châu ta gặm cỏ mãi Đồng Nai là xa lắm, mấy trăm km về nhà sợ vợ ấy. Gần 400 cây trên 400 á. Rồi xa dữ vậy. Từ Bạc Liêu lên tới Đồng Nai là trên 400 á. 400 cây mà bây giờ có ai quay phim được, em bó tay luôn là không về kịp. Máy bay thì không vậy? Có. Có máy bay đâu mà bay. Không có máy bay về Bạc Liêu cả. Xa lắm không bay kịp. Cô xuống Cà Mau á. Đúng rồi, xa lắm. Đúng không? Bây giờ này, vợ em thì hiện nay có điều mình chưa dám khẳng định thôi. Dạ, em cũng chưa dám khẳng định là vậy. Nhưng mà vợ em là đúng rồi. Thì cái chuyện đó thì đúng rồi đấy. Tính sao chứ giờ đúng, chưa có chính hắn rồi đấy. Nha, chính hắn rồi đấy. Nhưng mà có điều bây giờ này, em có điều nào em chia sẻ trên video này, hy vọng vợ em xem được. Vợ em suy nghĩ bỏ ngay cái đèn tối ngay lập tức. Là như lúc nãy em nói vợ em là nếu thương còn thương chồng hơn con thì cứ gắng suy nghĩ kỹ lại về với chồng với con đi. Còn cái con nhỏ kia là cái lỗi nó đã thứ rồi. Nên tránh xa ra đi. Còn không thương thì sao? Còn nếu không thương thì nếu về nhà, chẳng hạn đi về nhà đi, nó bây giờ tôi không thương ông nữa thì ký đơn là gì gấp nhanh lẹ. Mình nằm đơn sẵn chưa? Có lẽ là gấp là nhanh, em chấp nhận mà. Còn là chẳng thà cho mình đau thương một lần một, rồi dính diễn. Người đàn ông bản lĩnh. Vậy mới được chứ còn, nó kiểu mà anh thương thương là không được đâu. Người đàn ông bản lĩnh được, đẳng cấp đấy. Thật, nếu mà về đi, giờ rồi ra không, ta có còn thương mày nữa, về đi, đơn mình, sẵn nhà. Mình là quê công tử Bạc Liêu đúng không? Đúng rồi đấy. Rồi đẳng cấp, đúng công tử. Nó là sợ mà. Chẳng thà cho đang là một, rồi vĩnh viễn rồi chẳng thà chia tay người ơi. Được, phải thì vậy. Cái gì? Chứ còn đừng kiếm mà nếu kéo nó kéo cũng thế à, nó cũng bỏ à. Anh em đây có không có khuyên ai buộc lòng bỏ vợ. Dạ, đúng rồi, mà buộc lòng chồng. Nhưng mình đặt mình đặt đâu, mình phải bản lĩnh. Nha. Em hỏi anh gia đình là muốn tan gã đâu? Đúng. Không ai muốn là ai cha. Ai muốn cái chuyện đó? Không ai muốn là các con mất mẹ mất cha. Tức con cái nó nghe là con nhỏ nó quá trời nghe. Nghe nhưng mà đây là cũng vì dù rằng ai xúi, ai dục. Dạ. Nhưng cũng là do mình. Bởi vì vợ em năm nay là cũng trên 30 rồi. Mới mà coi trên clip của bên đội của anh chị Hải mới lên đây nhờ mấy anh tha thiết nhờ mấy anh tìm giúp về với vợ em, về với chồng với con. Còn nếu về nó thôi không thương, ký đơn như vậy rất nhanh lẹ. Ngay hôm nay anh em thì Hiệp sĩ Bình Dương đăng tải rồi lên, chắc chắn có thể vợ hoặc ai đó biết được thông tin vợ em ở đâu sẽ báo tin cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương. Là cái điều chắc chắn rồi. Nhưng quan trọng là vợ em có phản hồi về hay không là anh em chưa chắc. Thì còn mà cái vụ đó thì em cũng không biết. Nhưng mà nếu vợ em bây giờ lên tiếng gọi điện cho anh em ở chỗ Bình Dương có bằng chứng luôn là vợ bây giờ không muốn sống với anh mẹ nữa, muốn sống với người đàn ông khác có hạnh phúc riêng rồi, còn bỏ luôn nhưng mình... mà hãy về đây làm đơn ký đơn như vậy luôn về sau chưa bây giờ không dừng được, đồng ý không, sao bây giờ sao được không được hả, rồi cho anh em sẽ tính cách bây giờ em nói thẳng là theo thấy cầu của mấy đội mấy anh á gán tìm về cho vợ em mà nhanh lẹ dùm cái gì là em mang ăn nhiều lắm. Về đi cho hai đứa con tôi nghiệp tìm quá. Tìm mà phải tìm rồi. Dạ, nó khóc quá cho tôi nghiệp. Anh thương những đứa trẻ. Đứa 13, đứa 11 mà. Rồi. Cứ cách 20 đêm khóc. 20 đêm khóc. Thương quá mà mẹ bây giờ này húng hoa húng hí ở đâu không biết. Mà 20 mấy ngày, mà 10 mấy 20 ngày nay đâu, điện về hỏi thăm dù 1 tiếng mà. Đang vui mà sao điện được, đang ấy mà sao điện được. Vậy em nói là về đây rồi ký đơn đi, con nhanh lẹ một lần một đó. Rồi đau thương một lần ha. Rồi con em vẫn nuôi, tại con của mình mới nuôi, nó cần thì nuôi, còn cần thôi, không có quan tâm. Nhưng mà nếu vợ em bây giờ buông bỏ cả con, cả chồng luôn thì em nuôi nổi hai đứa con không? Được, tốt, à, em vẫn nuôi là nổi, cái tốt. Khả năng em vẫn nuôi nổi, nó thật sự mà nói. Ví dụ em đây bằng ngày 200-300 thì em vẫn nuôi con em tới lớn đàng hoàng như ta. Tuy rằng á, ăn học thì không bằng ai. Dù rằng là vợ mình đã bỏ con nhưng mà mình cũng không thể bỏ cũng con nhưng được. Bỏ con, cha mẹ nào đâu bỏ con được. Đúng rồi. Em dám con lo không thì bỏ, giờ em có bỏ hẳn luôn đi, em nuôi. Nó thật sự cái trong cái lương tâm mình vậy đó. Còn mà nếu mà còn biết còn thương chồng thương con thì quay về thì đừng có đi hôm đó là ban ngày hay tối hay đêm à, đi hồi giấc thịnh trong sáng 5 giờ mấy sáng á à. 5 giờ mấy sáng mờ sáng đấy 5 giờ mấy sáng là có người đưa nó ra mà ở xe ô tô ba ai đưa cái người quen ơi cũng ở người quen nhà đó đó. Ồ, người quen luôn. Dạ. Người quen đưa ra. Đưa ra xong xuôi là tới đâu 7-8 giờ là nói đón xe đi lên xe luôn xe khách à xe khách Cà Mau Đồng Nai mà Đồng Tháp Cà Mau Đồng Tháp luôn thì đưa con em về xe đét mà à, căng nhỉ rồi xong xuôi gửi cho bà vợ xong nó bắt xe của xe đét về Sài Gòn là con nhỏ đó đón á rồi cái này căng rồi thôi bây giờ này em còn điều nào muốn chia sẻ đâu bởi vì video không dài nhưng dạ. Chia sẻ này chắc chắn là rất nhiều người cô chú chị biết rồi nha em dạ. Có điều nào muốn chia sẻ không thì em chỉ có cái anh kết em là cái bản lĩnh là đâu dạ. Mình là đúng chắc là bây giờ em vẫn nói như vậy vợ con của mình nếu còn cái lương tâm thương chồng với con quay về thì em bỏ hết
còn không nữa là giờ không thương tâm thương mày nó cứ thẳng thắn về đó đi ký đơn xong xuôi anh hỏi một câu thương ai đi anh hỏi một câu chuyện cuối cùng trong cái cuộc trò chuyện này. Dạ. Anh em Hiệp Sĩ Bình Dương mà chụp hình được, quay phim được, vợ đang ôm ấp người khác. Nếu là cái thật sự gì em cũng chấp nhận đó, gọi xong chua đi về cái đường luôn rồi, khỏi khỏi có còn quay lại nữa. Rồi không quay lại đúng không? Nhất để một lần một rồi, luôn. Đúng công tử Bạc Liêu luôn. Em nói thiệt chứ mình, còn người đó phải mạnh dạn. Mình là họ gì? Họ Nguyễn mà. À, chứ không phải công tử họ công tử Bạc Liêu đúng không? À. Họ Nguyễn. À, Nguyễn đấy còn cũng xa. Đó làm gì đó. Những cái lời chia sẻ của em tha thiết lên đội của anh em Hiệp Sĩ Bình Dương á, giúp cho em. Anh cảm ơn những cuộc chia sẻ của em rất nhiều. Dạ là anh rất là mang ơn, cảm ơn mấy anh em Hiệp Sĩ rất là nhiều. Chúc em cùng với các con em toàn thể gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Dạ dạ. Hy vọng trong thời gian tới thì đội của anh em Hiệp Sĩ Bình Dương trước á. Hy vọng là thời gian tới thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương sẽ tìm ra vợ cho em, biết vợ em ở đâu, báo tin cho em cũng như gia đình em nhé. Dạ. Kính thưa cô chú anh chị bạn, nếu ai phát hiện là thông tin một em gái như hình như trên thì liên hệ giúp anh em đội Hiệp Sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em tìm cách tiếp cận và khuyên em gái này quay trở về ngay lập tức cùng với chồng và các con của mình. Cuối video này cho phép công trần xin là thay mặt đội Hiệp Sĩ Quân Thủy Dương xin kính chúc tất cả các cô chú anh chị luôn luôn là theo dõi ủng hộ giúp đội Hiệp Sĩ Quân Thủy Dương ngày một lan tỏa rộng hơn nhiều nữa để tiếp cận được nhiều, giúp được nhiều người nữa. Em có đồng ý cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đăng tải cái video này lên chia sẻ trên mạng để tìm vợ cho em không? Thì em đồng ý mà. Đồng ý ha. Em qua cái video mà em chia sẻ này có đúng sự thật không? Đúng sự thật chứ em không có nói dốc. Đúng vợ em không? Đúng. À rồi. Em nhiều người sợ. Anh sợ nhất là về tìm vợ mà vợ người ta là thua. Ê, không có gì đó. Ừ, thế được. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Dạ, dạ. Chào cô chú anh chị bạn nhé. Rồi, xin chào mọi người. Rồi, em cũng cảm ơn mấy anh.